Bài Vô Tướng Tụng. Thuyết thông lại tâm thông, như mặt trời giữa không. Người giảng kinh thuyết pháp hiện nay không thể nói là thuyết thông. Tâm chưa thông cũng thuyết thông được. Thuyết thông chưa chắc tâm thông, nhưng tâm thông rồi thì thuyết tự nhiên thông. Thuyết thông với tâm thông như mặt trời ở trên hư không. Tại sao lại lấy mặt trời để thí dụ? Vì mặt trời chẳng dựa vào chỗ nào cả, chẳng có một sợi chỉ treo lên. Bởi nếu có sợi chỉ treo lên mặt trời, thì chính sợi chỉ đó sẽ che tối và chẳng chiếu soi đến, sẽ có sở trụ. Tự tánh của mình cũng như mặt trời chẳng dính mắc gì cả, cho dù một sợi chỉ. Chỉ truyền pháp kiến tánh, hoàng pháp phá tà tông. Tông phái Tổ Sư Thiền này chỉ cần minh tâm kiến tánh, chỉ truyền pháp kiến tánh, tức là muốn mọi người được ngộ. Tổ sư ra đời là phá tất cả tà tông. Tà tông là chẳng đúng với chánh pháp, còn chấp ngã, hoặc chấp nhân ngã, hoặc chấp pháp ngã, nên gọi tà tông. Pháp vốn chẳng đốn tiệm, mê ngộ có nhanh chậm. Theo pháp vốn chẳng có đốn tiệm, do mê ngộ có nhanh chậm nên nói có đốn tiệm. Đốn tiệm là do người chứ chẳng phải do pháp. Pháp môn kiến tánh này kẻ ngu chẳng thể biết. Thiền tông kiến tánh này người ngu chẳng thể hiểu được, vì họ quá chấp thật. Pháp môn này chẳng phân biệt thông minh hay dốt nát, hễ chấp thật là thấp, không chấp là cao. Nên Phật pháp là càng chấp nhiều chừng nào, càng hạ căn chừng ấy, càng chấp ít càng thượng căn, chứ chẳng phải người thông minh lanh lợi là cao. Thuyết tuy muôn ngàn lối, đúng lý chỉ là một. Nhà phiền não đen tối thường nên sanh huệ nhật. Nói về pháp môn thì nhiều, nhưng hợp lại chỉ là một. Do chúng sanh đang ở trong nhà đen tối, phải thường sanh ra từ huệ của mặt trời, tức nghi tình miên mật. Ta khởi phiền não tới, tránh đến phiền não trừ, ta tránh đều chẳng chấp, thanh tịnh đến cùng tột. Hễ khởi lên một biệt niệm, tức là tà đến, phiền não đến. Chỉ có chánh niệm, tức khởi lên nghi tình, thì phiền não trừ. Nhưng tà với chánh đều chẳng chấp, mới có thể thanh tịnh đến cùng tột. Nếu người tham thiền còn biết là mình đang tham thiền, thì chưa phải chơn tham. Chơn tham là chẳng có phân biệt tà chánh. Luôn cả tham thiền cũng chẳng biết là đang tham. Trước kia thủ đoạn của tổ sư hay khiến người đạt đến chơn tham. Tự tánh vốn bồ đề, khởi tâm tức là vọng. Tịnh tâm ở trong vọng, niệm chánh chẳng tam chướng. Bồ đề vốn là tự tánh sẵn có, hễ khởi lên một niệm cho là bồ đề. Khởi niệm đi tìm bồ đề tức là vọng. Nay nhiều Phật tử khi gặp mặt hay chúc nhau bằng câu bồ đề tăng trưởng. Bồ đề làm sao tăng trưởng được? Tâm thanh tịnh của mình nay ở trong vọng, mặc dù tâm ở trong vọng, nhưng tự tánh vốn thanh tịnh chẳng bị vọng ô nhiễm, nên chỉ cần có chánh kiến thì chẳng có tất cả chướng ngại. Người đời muốn tu đạo tất cả đều chẳng ngại, thường tự thấy lỗi mình với đạo tức tương ưng. Người thế gian tu đạo này, tu pháp môn này thì ít cả đều chẳng chướng ngại, nhưng phải phá ngã chấp. Người thường hay thấy lỗi của người khác mà chẳng thấy lỗi của chính mình, ấy là do có ngã chấp. Phải thường tự thấy lỗi của mình, như thế mới phá được ngã chấp, tương ưng với đạo. Muôn loài tự có đạo, mỗi mối chẳng ngại nhau. Ngoài tâm đi tìm đạo, suốt đời chẳng thấy đạo. Bôn ba qua một đời, sau cùng tự áo não. Các loài chúng sanh đều tự có đạo, và đều chẳng chướng ngại với nhau. Đạo ở trong tự tâm, nếu lìa đạo ở nơi tự tâm mà đi tìm kiếm đạo ở ngoài tâm, thì suốt đời chẳng được thấy đạo, chỉ bôn ba qua một đời, cuối cùng tự áo não mà thôi. Muốn được thấy chân đạo, hạnh chánh tức là đạo. Nếu tự chẳng đạo tâm
đen tối chẳng thấy đạo. Muốn được thấy chân đạo thì tâm hạnh chánh, tức là đạo. Nếu suốt ngày đêm giữ được nghi tình miên mật thì hạnh chánh, tức là đạo. Hễ tự mình chẳng có tâm đạo, ví như đi trong đen tối, chẳng thể thấy được đạo. Nếu là người chân tu, chẳng thấy lỗi thế gian. Nếu thấy lỗi của người, trái lại thành tự quấy. Người quấy ta chẳng quấy, thấy quấy thành tự lỗi. Hễ bỏ tâm chấp quấy, phiền não tự tan rã. Thương ghét chẳng quan tâm, duỗi thẳng hai chân nằm. Làm sao biết được người chân thật tu hành? Người chân tu chẳng thấy lỗi của thế gian. Hễ thấy lỗi của thế gian, tức còn ngã chấp. Thấy cái quấy của người khác, trái lại thành tự quấy. Người quấy ta chẳng quấy, ta quấy tự có lỗi. Chỉ cần buông bỏ tâm quấy ấy, tự nhiên phá được phiền não, yêu ghét đều chẳng quan tâm, duỗi thẳng hai chân nằm. Muốn hóa độ chúng sanh, tự phải có phương tiện, khiến họ hết nghi ngờ, tức là tự tánh hiện. Muốn hóa độ chúng sanh, tự mình phải có phương tiện. Chư Phật chư Tổ giáo hóa chúng sanh đều phải có phương tiện. Chẳng pháp nào không có phương tiện mà tu được giải thoát. Nay chúng ta đối với vũ trụ vạn vật đều có nghi. Tại sao có ta? Tại sao có ngũ tạng lục phủ? Tại sao con mắt thấy, lỗ tai được nghe? Tại sao có cây cối trời đất? Tất cả đều là nghi. Nếu muốn giáo hóa chúng sanh để mọi người tu đến hết nghi, như nay tham thiền khởi lên nghi tình. Tham đến nghi tình vỡ rồi thì sự nghi hết. Tổ sư thiền gọi là cắt đứt căn nghi. Khi tự tánh hiện ra, tức kiến tánh, chứ chẳng phải có cái ta năng kiến, và cái tánh là sở kiến. Nên ở đây nói là tự tánh hiện. Phật pháp tại thế gian chẳng rời thế gian xác, lìa thế tìm bồ đề, cũng như tìm sừng thọ. Phật pháp ở trong thế gian chẳng thể rời thế gian mà giác ngộ. Hễ lìa khỏi thế gian thì đâu cần tìm Phật pháp. Nếu lìa thế gian mà tìm bồ đề, ví như tìm sừng thọ vậy. Chánh kiến gọi xuất thế, tà kiến gọi thế gian. Tà chánh đều khuyết sạch, tánh bồ đề rõ ràng. Chánh kiến phải phá ngã chấp, tà kiến thì chấp ngã. Hai chữ tà kiến ở đây là đối với chánh kiến, chứ chẳng phải là tà kiến trong năm thứ ác kiến. Mặc dù chánh kiến là xuất thế gian, tà kiến là thế gian, nhưng vẫn còn đối đãi. Người tham thiền phải tà chánh đều quét sạch mới không có đối đãi. Tánh bồ đề rõ ràng hiện ra. Tụng này là đốn giáo, cũng gọi đại pháp thuyền, lúc mê tu nhiều kiếp, ngộ chỉ một sát na. Bài vô tướng tụng này là pháp môn đốn giáo của tổ sư thiền, cũng gọi là đại pháp thuyền chở chúng sanh đến bờ bên kia. Người mê chẳng tin chẳng thực hành nên khổ tu nhiều kiếp. Người tin theo pháp môn này để tu chỉ ngộ trong một sát na thôi. Sư lại nói: tôi ở chùa Đại Phạn thuyết pháp đốn giáo này, phổ nguyện tất cả chúng sanh trong pháp giới nghe rồi liền được kiến tánh thành Phật. Lúc ấy vi sử quân và tất cả quan chức tứ chúng nghe lời thuyết pháp của tổ đều được khai ngộ, lễ bái tán thán rằng: chẳng ngờ lĩnh Nam lại có Phật ra đời. Hỏi: chỉ nhờ câu thoại đầu có đạt đến chân lý không chăng? Đáp: nói ngộ là ngộ vào tự tánh, chứ chẳng phải ngộ lý chân không. Thiền tông là giáo ngoài biệt truyền, tức ở ngoài giáo lý, quét sạch tất cả lý mới ngộ nhập tự tánh. Nếu còn có cái lý thì chưa lìa được ý thức. Hễ theo lý thì đòi hỏi phải hợp lý. Muốn hợp lý, tức logic, là còn nằm trong ý thức, không được kiến tánh. Lai Quả Thiền Sư có của chúng tăng rằng: các ngươi chứa đầy bụng các kinh Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, nhưng ở thiền đường này chỉ một chữ cũng xài không được. Vừa rồi ni sư nói nghiệp chướng sâu trong xương tủy là chẳng phải như thế. Ví như căn phòng đen tối trong 1.000 năm hay 10.000 năm,
chỉ cần đốt lên một cây đèn thì sự đen tối trong muôn ngàn năm đều hết. Tổ sư nói, đừng có đổ thừa nghiệp chướng nặng, cũng đừng tin là La Hán tái lai Bồ Tát chuyển thế, ấy là gạt người. Những lời này chính là Lai Quả Thiền Sư nói trong quyển thượng của Thiền Thất Khai Thị Lục. Cho nên bác Sơn Cảnh Ngữ nói, phải tin tự tâm là Phật. Tin tự tâm là Phật là chánh tín, tin ngoài tâm có Phật là tà tín. Chớ đổ thừa nghiệp chướng nặng hoặc bảo rằng kinh có cao thấp. Trong Từ Bi Thủy Sám có 7 thí dụ. Thí dụ thứ nhất nói, mình phải tự biết hổ thẹn. Hồi xưa ta với Phật Thích Ca vốn cùng là chúng sanh. Nay Phật Thích Ca đã thành Phật quá lâu mà ta vẫn còn là chúng sanh. Do đó chớ nên nói là mình bị nghiệp chướng nặng, không dám sánh bằng Phật. Mình với Phật đâu có khác, nay chẳng thể bằng Phật nên phải hổ thẹn vậy. Tổ sư thiền này chẳng kể nghiệp chướng, chẳng kể sơ tham lão tham, thượng căn hạ căn, vân vân. Bởi Phật tánh của mọi người đều bằng nhau. Hỏi, vừa rồi sư phụ nói thiền tông phải có niệm, ấy là niệm gì? Đáp, niệm đó là vô niệm. Vô niệm đó là chánh niệm, tức nghi tình. Nghi tình chẳng phải là không có niệm, nhưng nghi tình không được gián đoạn, hễ gián đoạn tức chẳng miên mật vậy. Hỏi, dùng ba thứ quán chiếu để quán vọng quán huyễn của thế gian, có phải là quán chiếu bát nhã không? Có phải là trì kinh bát nhã không? Đáp, không phải. Cái huyễn cái vọng mà mình biết ấy, hễ chấp vào đó là nằm trong câu thứ hai của nghĩa ba câu trong kinh Kim Cang. Nếu biết vọng là huyễn hóa thì nằm trong câu thứ hai. Câu thứ nhất là chấp thật, câu thứ hai là biết được ấy là huyễn hóa. Phá được cái chấp thật nhưng còn nằm trong câu thứ hai, chưa đến câu thứ ba. Mặc dù đến được câu thứ ba vẫn còn phải quét, nên chẳng phải bát nhã. Hỏi, có người cho rằng phải sử dụng quán chiếu bát nhã, sanh ra trí huệ, để giải công đức đến chỗ cùng cực, thì thấy được vọng niệm khởi lên và rơi xuống, ấy tức ngộ đạo, phải không? Đáp, ấy là tự mình bày đặt. Nay thử hỏi cái niệm đó là niệm gì? Ai giải cái niệm đó? Nếu có ai giải thì cái giải đó là năng, cái niệm là sở. Có năng sở làm sao gọi là bát nhã? Bát nhã chẳng có năng sở. Nếu nói quán chiếu tức bát nhã thì quán chiếu có năng quán sở quán, còn là tương đối. Hỏi, vậy đến giai đoạn nào mới gọi là bát nhã và khởi dụng bát nhã để tu? Đáp, tham thoại đầu mới là hành thâm bát nhã. Tham thiền tức là trì kinh. Bát nhã vô sở trụ, chẳng có năng sở, chẳng lọt vào tương đối. Có bát nhã còn chẳng phải bát nhã, huống là năng sở. Hỏi, thế thì pháp quán chiếu của giáo môn làm sao đạt đến thể tánh? Đáp, giáo môn thì khác. Kinh Pháp Bảo Đàn là thiền môn. Thiền môn thuộc giáo ngoại biệt truyền, khác với giáo môn. Phải có nghi mới được ngộ. Nay tham thiền tham đến chết chưa kiến tánh, ôm câu thoại đầu đến chết, kiếp sau cũng sẽ tiếp tục tham. Trong truyền Đăng Lục có kể về một bé gái 15 tuổi, là cháu của thừa tướng Tô Cung Tụng. Cũng do kiếp trước có tu nên tham thiền đến 15 tuổi đã kiến tánh, nhưng chẳng hề nói ra cho ai biết, vì tưởng rằng ai ai cũng vậy. Sau khi phá được sơ quan, cha mẹ cho cô lấy chồng. Do thiện căn bát nhã đã được gieo trồng, sau cùng cũng được gặp thiền sư cho xuất gia, pháp danh Diệu Tổng Thiền Sư. Xưa kia ở Trung Quốc, chức vị trụ trì ở Tòng Lâm đều là những vị tu hành đã kiến tánh, và Diệu Tổng Thiền Sư được ông tỉnh trưởng mời đến chùa làm trụ trì. Ngài Đại Huệ Thiền Sư, thầy của sư bà nói, sư bà là người chẳng có tham thiền mà được ngộ, nhưng kỳ thật là do tham thiền mới được ngộ. Hỏi,
Như thế bên giáo môn dùng pháp quán chiếu thì chẳng được ngộ ư? Đáp: Lai Quả Thiền Sư nói, quán chiếu mặc dù có ngộ nhưng không đến đỉnh núi Niết Bàn, chẳng triệt để. Nên trong truyền Đăng Lục nói, Như Lai Thiền khác hơn Tổ Sư Thiền. Như Lai Thiền có giai cấp, chia thành 57 cấp, quán chiếu thuộc Như Lai Thiền, chứ không phải Tổ Sư Thiền. Hỏi: Cái biết vọng của Ngài Khuê Phong như thế nào? Đáp: Ngài Khuê Phong là tổ thứ 5 của Tông Hiền Thủ, chẳng phải tổ sư của Tổ Sư Thiền. Kinh Viên Giác nói nhất thiết chúng sanh giai chứng Viên Giác. Ngài cho là dịch sai. Chữ giai phải đổi thành chữ cụ. Ấy là lý lẽ bên giáo môn. Thiền Tông thì biết chữ giai là đúng. Ý của Tổ Khuê Phong là tất cả chúng sanh chưa chứng Viên Giác, chỉ là cụ túc Viên Giác mà thôi. Ấy là do còn chấp thật có chúng sanh, thật có Viên Giác. Bởi vì bản tánh của mình đâu phải là chúng sanh, bản tánh của mình đâu phải là Phật. Nay dùng trí huệ hiểu biết để suy diễn cũng có thể suy ra được. Nếu bản tánh của mình là Phật thì sao nay lại thành chúng sanh? Hễ thành chúng sanh được thì tu thành Phật cũng vô ích, sau này cũng có thể trở thành chúng sanh. Hễ bản tánh là chúng sanh thì dù cho tu hành thế nào cũng chẳng thể thành Phật được, vì bản tánh đã là chúng sanh rồi. Do Khuê Phong còn chấp nên chỉ có thể làm tổ bên giáo môn, chứ chẳng thể làm tổ bên thiền môn. Hỏi: Thấy tâm toán loạn có thể niệm câu Nam Mô Định Tâm Vương Bồ Tát được không? Đáp: Ở trong pháp môn Di Thức, tám thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đều là tâm vương. Hỏi: Có người nói hết vọng tưởng tức kiến tánh, nhưng sư lại nói hết vọng tưởng chưa phải kiến tánh. Mong sư giảng lại chỗ này. Đáp: Nếu không phá ngã chấp, hết vọng tưởng được sanh cõi vô tưởng, cao nhất là cõi phi tưởng phi phi tưởng. Đức Phật từng thọ ký cho ông Uất Đầu Lam Phất, sau khi hưởng xong phước báo cõi trời sẽ bị đọa súc sinh làm con trồn bay. Tu đến hết vọng tưởng, đừng nói là một đời chỉ có mấy mươi năm, cho dù là nửa đại kiếp không có vọng tưởng, vẫn còn bị đọa súc sinh. Cho nên hễ không có nghi tình cũng không có vọng tưởng là lọt vào vô ký không, là thiền bệnh. Tổ sư thiền gọi đó là ngâm nước chết, hễ chấp vào đó thì vĩnh viễn chẳng được kiên tánh. Hỏi: Câu tiền niệm bất sanh tức tâm, hậu niệm bất diệt tức Phật trong kinh Pháp Bảo Đàn như thế nào? Đáp: Ở trên đã nói, nếu chấp vào lời nói là nói hoài chẳng hết, hễ chấp vào thời gian thì có trước có sau, có mê có ngộ là tương đối. Tâm niệm của chúng ta mặc dù thấy giống nhau nhưng mỗi giây đều khác, cũng như là cây tim đèn. Ngọn đèn của một giây trước chẳng phải ngọn đèn của một giây sau, phải không? Nay tham thiền cần nghi tình miên mật, không để ý trước sau, không để ý mê ngộ. Đến một ngày kia thì thình lình ngộ, thì giây phút ấy, niệm ấy ngộ, tức kiến đánh thành Phật. Khi chưa ngộ thì niệm niệm đều mê, nhưng lúc có nghi tình thì chẳng phải mê, mặc dù chưa kiến đánh. Như Ngài Lai Quả Thiền Sư nói, nếu công phu được thành khối, 24 tiếng đồng hồ chẳng gián đoạn, thì không kiến tánh cũng được. Tại sao? Vì hễ có tướng thì Diêm La Vương thấy và có thể sai tiểu quỷ bắt được. Nghi tình chẳng hình tướng, chẳng lọt vào chỗ nào cả. Chẳng có tướng thì Diêm La Vương chẳng thể thấy, chẳng thể sai quỷ sứ đến bắt. Sự thật thì công phước đến chỗ đó muốn không kiến tánh cũng chẳng được. Đối với chúng sanh chấp mê phải nói ngộ, nên nói niệm trước là mê, niệm sau là ngộ. Khi ngộ rồi mới biết chẳng có ngộ, vì trước có mê đâu mà nói là ngộ. Cho nên hễ chấp vào lời nói là không hiểu ý của tổ. Lời của tổ của Phật chỉ là phương tiện tạm thời. Đối với căn cơ này thì thuyết pháp này, đối với căn cơ kia là thuyết pháp kia. Thường thì pháp này pháp kia mâu thuẫn nhau. Ý của Phật chẳng có mâu thuẫn,
do người chấp có mâu thuẫn, thành ra nói pháp có mâu thuẫn. Nên nói bệnh của chúng sanh là bệnh giả, thuốc của Phật là thuốc giả. Bệnh giả hết, thuốc giả phải bỏ. Nếu chấp thuốc ấy là thật thì sai lầm. Hỏi: trong cuốn Thiền Đạo Tu Tập của ông Trương Trừng Cơ nói rằng phái Tào Động là mặc chiếu, phải không? Đáp: Trương Trừng Cơ là người tu theo mật tông, chẳng có thực hành tổ sư thiền, chỉ nghiên cứu sách thiền mà tự cho Tào Động tông là mặc chiếu. Ông ấy cũng biết hễ có lý luận là nghịch với ý chỉ tổ sư thiền, nhưng cũng bất giác lập ra lý luận đặc biệt về tổ sư thiền, chia công án thành bốn loại. Ấy là tại tác giả chẳng biết về tổ sư thiền, chẳng thực hành tổ sư thiền, tự lấy ý mình suy ra tưởng là đúng. Người tham thiền chẳng thể căn cứ vào đó, mà phải căn cứ tổ sư kiến tánh. Quyển Lá Thư Thiền của Ngài Đại Huệ nói: mặc chiếu là tà thiền. Hỏi: thế nào là năm tông bảy phái? Đáp: thiền tông là một, tại sao lại chia thành năm tông bảy phái? Ấy là do thủ đoạn của tổ sư có khác biệt. Ví như bảy người có bảy món ăn đặc biệt. Ông A là món canh chua, ông B thì món xào, ông C thì món hầm, vân vân. Mỗi người một món đặc biệt ngon. Mặc dù món ăn do sáu người khác vẫn làm được, nhưng không ngon bằng. Người thích món canh chua phải đến chỗ ông A, người thích món xào đến ông B. Hễ người thích món xào mà đến với ông A, thì giới thiệu ngay đến ông B. Tùy theo căn cơ, sở thích của người tu, nên chia thành năm tông bảy phái. Đến khi cảnh đức truyền đăng lục ra đời, thủ đoạn của tổ sư chẳng xài ra được nữa. Hỏi: chẳng có vọng tưởng cũng chẳng chấp không, có phải là ý của ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm không? Đáp: ưng vô sở trụ là giữ cái hoạt bát vạn năng của tự tánh, nhi sanh kỳ tâm là dụng của tự tánh xài ra. Tôi thường lấy cánh tay để thí dụ. Sử dụng của tay hoạt bát vạn năng, lấy gì cũng được. Hễ có sở trụ chấp vào một vật gì thì đánh mất tánh hoạt bát vạn năng của tay. Nên chư Phật tổ dạy phải quét đi, khôi phục lại tánh hoạt bát vạn năng. Chấp vào một vật là có, hay chấp vào cái không, cũng là đánh mất sự hoạt bát vạn năng. Nên cái không ấy cũng phải quét. Nếu chẳng có vọng tưởng cũng chẳng chấp không, thì cái chẳng có vọng tưởng ấy có biết không? Hỏi: thế nào là nhập lưu vong sở? Đáp: Kinh Lăng Nghiêm quyển 6, từ văn tư tu nhập tam ma địa. Lúc đầu ở trong cái nghe nhập lưu vong sở, hễ có cái năng nghe thì có sở nghe. Thế nào là nhập lưu? Không có sở nhập mới là nhập lưu. Nhĩ căn trong lục căn là nghe. Nếu nghe ở bên ngoài là xuất lưu, chẳng nghe bên ngoài trở vào bên trong gọi là nhập lưu. Nhập lưu thì sở nghe hết, gọi là vong sở. Sở đã diệt thì tịch tịnh, chẳng còn tướng động tịnh. Hỏi: thế nào là hàn lưu trục khối, sư tử giáo nhơn? Đáp: tổ sư thiền có một thí dụ về con chó và con sư tử. Một người liệng ra cục xương, con chó thông minh của nước Hàn đuổi theo cục xương mà cắn. Còn con sư tử chẳng thèm để ý cục xương mà cắn ngay người ấy. Người ấy là gì? Là tự tánh. Cục xương là gì? Là lời nói của Phật của tổ. Hễ đuổi theo lời nói của Phật tổ để hiểu là con chó, hướng vào tự tánh để ngộ là con sư tử. Đức Phật muốn chúng ta làm con sư tử, chứ chẳng muốn chúng ta làm con chó. Nên Kinh Lăng Nghiêm nói: phàm hữu ngôn thuyết, giai phi thật nghĩa. Lời nói của Phật cũng là ngôn thuyết vậy. Làm sao căn cứ chỗ đó chấp vào chỗ đó, nói là thật nghĩa. Nên biết tất cả lời của Phật
của tổ chỉ là phương tiện tạm thời để ngộ nhập tự tánh của mình. Như Kinh Pháp Hòa nói, khai thị ngộ nhập. Chẳng phải ngộ nhập cái khai thị đó của Phật, mà là nhờ khai thị, ngộ nhập tự tánh. Nay hễ chấp lời thì nghịch ý. Như tôi thường giảng về lìa tư cú, chúng sanh chấp có, thì Phật nói là không. Chúng sanh chấp không thì Phật nói là có. Lúc Phật nói có, ý của Phật chẳng phải có. Lúc Phật nói không, ý của Phật chẳng phải không. Đã rõ ràng rồi. Nếu Phật nói có, mình chấp cái có là chân lý. Lúc Phật nói không, mình chấp cái không là chân lý. Là nghịch với ý của Phật. Phải hiểu ý của Phật, theo ý của Phật mà ngộ nhập tự tánh. Hễ đuổi theo lời nói của Phật để hiểu là con chó, chẳng phải con sư tử. Hỏi: có người giảng về câu phản văn văn tự tánh, là khi lỗ tai mình chạy theo âm thanh thì liền cắt đứt, đừng chạy theo mà trở về tự tánh. Vậy có đúng không? Không những là nhĩ căn, cho đến nhãn, tỷ, thiệt, thân ý, lục căn, chạy theo lục trần, mà ngay đó trở về tự tánh. Ứng dụng như thế để trở về tự tánh, như Kinh Viên Giác dạy, chi huyễn tức lìa, chẳng cần phương tiện, lìa huyễn tức giác, không có thứ lớp. Vậy có đúng không? Đáp: như thế làm sao trở về? Làm sao không chạy theo? Chi huyễn tức ly, bất tác phương tiện. Bất tác phương tiện chẳng phải là không cần phương tiện, nhưng không tác ý. Cũng như tôi thường dạy tham thiền là dùng phương tiện để đi, chẳng được tác ý buông bỏ vọng tưởng, chẳng được trừ vọng tưởng, chẳng được đè nén vọng tưởng. Chẳng những không được tác ý phá trừ vọng tưởng, cho đến hễ tác ý không phá trừ vọng tưởng cũng không được. Hễ có tác ý là sai, chứ chẳng phải không cần phương tiện. Cần phương tiện mà không có tác ý, nên nói là bất tác phương tiện. Nếu có tác ý phương tiện thì tác ý ấy cũng là vọng, làm sao lìa được? Ly huyễn tức giác, diệt vô tiệm thứ. Nay biết đó là huyễn, dùng phương tiện để lìa. Như chúng ta tham thiền dùng câu thoại làm phương tiện để lìa, nhưng không được khởi niệm là lìa, ấy mới được đến với cái giác. Lìa huyễn tức giác, nhưng không có tiệm thứ mới lìa được cái huyễn. Từ biết được cái huyễn là bắt đầu khởi lên nghi tình, là không có tiệm thứ. Chẳng còn lìa hay không lìa, giác hay không giác, ấy mới được giác. Bởi vì nếu còn có năng sở, năng lìa sở lìa huyễn, năng giác sở giác là có tương đối, có tiệm thứ, ấy là sai. Pháp vốn chẳng có đốn tiệm, chẳng có tiệm thứ. Do chấp tâm của người nên sanh ra tiệm thứ. Kinh là nói về Pháp chứ không nói về người. Nhưng cũng có người một hơi thấu tam quan, chẳng có tiệm thứ. Vì người ấy chấp tâm ít, chấp nhiều chừng nào thì tiệm thứ nhiều chừng ấy. Hỏi: có một vị dạy người chú tâm vào một việc. Ví như khi mặc áo thì biết là mặc áo, ăn cơm biết là ăn cơm, trì chú biết là trì chú, vân vân. Theo phương pháp này có thể ứng dụng để tu hành và đi đến giác ngộ không? Đáp: ấy cũng là một phương pháp của giáo môn, nhưng không vào cửa thiền được. Chỉ có thể gieo cái nhân đến muôn ngàn kiếp sau, hoặc may có thể thành Phật, chứ chẳng thể tức thân thành Phật. Thiền giáo môn tiếng Ấn Độ là thiền na, dịch là tịnh lự. Theo người thường, hễ tịnh thì chẳng lự, lự thì chẳng tịnh. Còn thiền thì tịnh lự đồng thời, lúc đang tịnh cũng đang lự. Phương pháp của ông nói là cứ theo đuổi vật chất hoài. Hễ uống nước thì đuổi theo cái ly cái nước, nằm thì đuổi theo cái mình và cái giường, mặc áo thì đuổi theo cái áo, cứ đuổi theo ngoại cảnh hoài, tâm làm sao tịnh được, làm sao nhập thiền na được. Hôm qua tôi có giảng đến 4 câu kệ của Ngài Lục Tổ: thường ứng chư căn dụng mà chẳng khởi dụng tưởng, phân biệt tất cả pháp chẳng khởi phân biệt tưởng. Nếu biết ta mặc áo là dụng tưởng, biết ta uống nước cũng là dụng tưởng rồi, làm sao nhập thiền na được.
hỏi: "Vậy có thể nhập Như Lai Thiền không?" Đáp: "Cũng không được. Ấy là nằm trong câu thứ nhất của nghĩa ba câu. Con chấp thật hiện hữu, chưa biết ấy là vọng, là huyễn, chưa thể cho là tu hành. Nhưng vì hễ niệm được một câu chú hoặc một tiếng Phật, cũng gieo trồng được thiện căn, muôn ngàn kiếp sau cũng được thành Phật. Tu hành là phải phá chấp, trước phá nhân ngã chấp, sau phá pháp ngã chấp. Nay chẳng kể căn cơ nào, chẳng kể thích hợp hay không, mà dạy người tu như thế rất có hại, khiến nhiều người uổng tu một đời. Phật với Tổ đều dạy người phải thường chuyên tu một pháp môn, nhất môn thâm nhập. Bất cứ trong cuốn kinh nào Đức Phật cũng nói, kinh này đệ nhất. Ý là muốn chúng ta nhất môn thâm nhập, chứ chẳng phải có kinh nào hơn kinh nào. Hễ tham thiền thì cứ ngày đêm đề câu thời đầu, hỏi tới hỏi. Ở trong câu thời đầu đầy đủ tất cả pháp. Trì chú cũng ở trong đó, lễ Phật cũng ở trong đó, tụng kinh cũng ở trong đó. Vì nghi tình là đã thực hành theo ý Phật. Phật là muốn chúng ta giải thoát. Giải thoát cần phải giác ngộ, nên nói phát Bồ Đề Tâm là cầu giác ngộ. Trì chú là cách tu của Mật Tông. Muốn tu phải theo đúng tông chỉ của Mật Tông. Nếu không theo đúng tông chỉ của pháp môn mà đem áp dụng qua áp dụng lại là lòng tin chưa đủ, chẳng thể thành tựu được. Nếu suốt ngày mặc áo cũng trì chú, uống nước cũng trì chú, và cho rằng phải trì chú để trợ duyên cho sự tu hành, ấy là sai lầm, bày đặt. Như người hay nói, thiền tịnh xong tu. Cuối cùng thiền cũng chẳng tin, tịnh cũng chẳng tin, chẳng được thành tựu. Hỏi: đời nhà Minh có ngài Liên Trì Đại Sư, sưu tập những luận tiểu, luận Tỳ Ni, Sa Di, Oai Nghi, Sa Di Cảnh Sách. Sau đó ngài Hoàng Tán có sửa giải bộ luật trên. Vậy có lợi ích không? Có sai lầm không? Đáp: các luật sư bên Trung Quốc có phê bình rằng ngài Liên Trì không phải luật sư, không có nghiên cứu sâu vào luật, nên khi ngài nói về luật có chỗ còn trái với ý Phật. Phật chế luật là hoạt bát, khai giá trì phạm rất linh động. Vì sự phá giới là tùy theo phong tục ở địa phương, tùy theo thời đại mà biến đổi. Như theo giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni ở Ấn Độ, hễ làm ruộng là phạm giới. Nhưng ở Trung Quốc, làm ruộng là trì giới. Vì theo phong tục Ấn Độ, tu sĩ không được làm ruộng. Làm ruộng thì người đời chê bai, chướng ngại sự hoằng pháp nơi thế gian. Nên Phật chế giới để che ngăn, không cho người đời phê bình tăng đoàn, ảnh hưởng đến sự hoằng hóa. Và luật có khác. Giới là bảo vệ cá nhân, luật là để bảo vệ tăng đoàn. Tức có luật mới bảo vệ được giới. Nay chúng ta không có tăng đoàn, nên giới chẳng được luật bảo vệ. Người tu sĩ phạm giới ba la di chẳng ai can thiệp, vẫn giữ chức vị trụ trì trong chùa, vẫn được Phật tử lễ bái cúng dường. Ấy là do không có luật. Nếu có tăng đoàn thì khác. Hễ thọ giới rồi, phải sống ở trong tăng đoàn. Giới được luật tăng đoàn bảo vệ, không ai dám phạm phải. Ví như ở Campuchia, hễ ai phạm giới ba la di bị tước áo cà sa và giao cho chính phủ trị tội, nên chẳng ai dám phạm. Hiện nay ở Việt Nam cũng như ở Trung Quốc, ai cũng tự có ngôi chùa, tự là trụ trì. Phá giới ba la di cũng chẳng ai can thiệp. Vẫn là trụ trì, vẫn thỏa nhận sự lễ bái cúng dường của Phật tử. Chỉ là sau này đọa địa ngục thôi, nên chẳng có ai sợ. Do đó giới luật thời nay không có tác dụng. Người ta thường nói, thiền sư không chú trọng hình thức bề ngoài, trông bề ngoài thì dường như chẳng giữ gìn giới luật. Kỳ thật thiền sư rất chú trọng giới luật. Theo tiểu sử ngài Bác Sơn, ngài là vị tổ sư về thiền luật song song, làm tổ của tông Tào Động, đồng thời làm tổ cho luật tông. Thời gần đây có ngài Lai Quả và ngài Hư Vân cũng vậy. Vì người đã ngộ Phật pháp rồi, hễ thuyết ra là kinh, hành vi là giới luật, tâm là thiền. Tổ sư nào cũng thế. Ví như ngài Lục Tổ vốn là người dốt nát không biết chữ, nhưng nói ra cũng thành kinh,
hành vi cũng theo giới luật. Hỏi: đã quả A-la-hán có phải kiên tánh không? Có phải đại tự đại hoạt không? Đáp: đã quả A-la-hán chưa phải kiên tánh, có thể nói là phá được sơ quan. Theo Nguyệt Khê Pháp Sư thì A-la-hán và ngoại đạo chưa phá căn bản vô minh, tức vô thị vô minh. Tổ sư Thiền thì phá được vô thị vô minh mới là kiên tánh, tức là phá thức ấm. Vì phá được thức ấm, tức là đã lìa tâm, ý, thức, chẳng còn chấp pháp. A-la-hán còn chấp pháp của mình tu là thật, chấp quả của mình chứng là thật, nên bị Phật quả. A-la-hán đã phá được nhơn ngã chấp, nên được ra khỏi phần đoạn sanh tử, nhưng còn biến dịch sanh tử chưa hết. Hỏi: tham thiền đến đầu xảo trăm thước, đã lìa ý thức chưa? Đáp: chưa, còn phải tiến thêm một bước nữa mới rời khỏi ý thức. Ở trên đã nói, ngoài đạo và tiểu thừa chỉ đến được đầu xảo trăm thước, còn thiếu một bước là đến được nguồn gốc của ý thức. Lúc đó thanh thanh tịnh tịnh, không có vọng tưởng, như cõi trời vô tưởng. Đến chỗ đó là hết đường đi, tưởng là cứu cánh, tưởng là chứng ngộ, cứ ngồi mãi chỗ đó. Nhưng đó mới chỉ là nguồn gốc của ý thức, chưa lìa ý thức, còn dính líu với ý thức, thì căn bản vô minh chưa hết. Nên Thiền Tông nói là phải từ đầu xào trăm thước tiến thêm một bước mới lìa khỏi ý thức. Giây phút lìa ý thức ấy là kiến tánh. Nếu người không có tham thiền thì chẳng thể nào lìa ý thức được. Nếu muốn biết đó là huyễn mà lìa thì chẳng bao giờ lìa được. Hỏi: có người dẫn lời của tổ sư nói, một niệm mê là chúng sanh, một niệm giác đức Phật, lại chẳng sợ niệm khởi, chỉ e giác chậm, cho rằng hễ vọng niệm khởi lên liền giác là Phật, giác liên tục là Phật, còn giác được một lúc thì làm Phật được một lúc, phải không? Đáp: ấy cũng như Thiền Sư Minh Bổn ở Tịnh Xá Quan Âm, sau đổi tên thành Quang Tông Thiền Sư, trong tác phẩm Giải Thoát Học, cho rằng không có vọng tưởng, cảm thấy thanh thanh tịnh tịnh, lọt vào vô ký không. Hễ lọt vào 5 phút là phá sơ quan, lọt vào 1 tiếng đồng hồ là kiến tánh triệt để. Lấy thiền bệnh cho là kiến tánh, tự xưng là thiền sư, tự nêu ra mười mấy chức danh, tự cho là kiến tánh. Nếu là người đã kiến tánh thì đâu phải như thế. Chẳng sợ niệm khởi, chỉ e giác chậm. Thông thường thì giác là biết. Nếu khởi niệm ác mà giác chậm, sẽ đi làm, tạo tội nặng. Theo giới thanh văn, thì niệm khởi chưa phạm, thân đi làm mới phạm. Hễ phạm là bị đọa. Nếu kịp thời giác thì ngăn chặn được không phạm. Nên nói, chẳng sợ niệm khởi, chỉ e giác chậm. Bên giáo môn không được nghĩ ác, chứ không cấm nghĩ thiện. Nhưng về tổ sư thiền, chẳng những không cho suy nghĩ cái ác, thiện cũng chẳng cho. Lai Quả Thiền Sư nói, giáo môn thì sanh tử là vọng phải bỏ, niết bàn là chân phải lấy. Thiền môn thì sanh tử niết bàn đều phải quét. Lời của Phật của tổ chỉ là phương tiện tạm thời để tùy cơ thuyết pháp, nên có kinh liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Hỏi: thế thì chẳng thể dùng cái giác để tu đến kiến tánh. Đáp: không phải. Như ở trên nói, Quang Tông Thiền Sư cũng là thiền sư. Thiền sư đời xưa có người kiến tánh, có người chưa kiến tánh. Cũng có khi tùy trường hợp, tùy căn cơ mà nói. Như Kinh Duy Ma Cật nói, kinh liễu nghĩa có bất liễu nghĩa, kinh bất liễu nghĩa cũng do Phật thuyết. Nếu y theo đó mà căn cứ thì chẳng được, nên phải y kinh liễu nghĩa, chứ đừng y kinh bất liễu nghĩa. Dù có y kinh liễu nghĩa cũng chẳng thể chấp thật, phải y cái ý của Phật, chứ chẳng được y theo lời Phật, vì chấp lời là nghịch ý. Cho nên trong Kinh Kim Cang, Phật nhắc đi nhắc lại nhiều lần câu
chẳng có Phật pháp gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chẳng có thật pháp Như Lai chứng được. Nếu ta chứng được thật pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thì Phật nhiên đang không thọ ký ta thành Phật, hiệu Thích Ca Mâu Ni. Là vì sợ chúng sanh chấp lời của Phật, hễ chấp lời là nghịch ý. Vì lời nói là theo ngôn ngữ của thế gian, tức thế lưu bố tưởng. Nếu ở nơi thế lưu bố tưởng sanh ra chức tưởng, ấy là oan cho Phật, nên gọi y văn giải nghĩa tam thế Phật oan. Kinh Kim Cang rõ ràng là do Phật sở thuyết, nhưng trong kinh Phật lại nói, nếu có người nói ta có thuyết pháp, ấy là phỉ báng Phật. Lời của Phật còn chấp không được, huống là lời kinh Kim Cang. Nay những sách thiền lưu hành ở ngoài đều là tự lấy ý mình để giải thích thoại đầu và công án, nghịch với ý của tổ sư. Ý của tổ là muốn chúng ta nghi, muốn chúng ta ngộ. Vì khi nghe được lời của tổ sư, hễ ngộ thì ngộ ngay lúc đó, nếu không thì phải phát nghi, nghi rồi sau đó mới được ngộ. Nên tổ sư không cho chúng ta hiểu, hễ hiểu rồi là hết nghi. Hiện nay những vị tự xưng thiền sư cứ giải thích công án khiến người hết nghi, lấp bíp cửa ngộ của người tham thiền. Theo kinh Phật nói là người ấy có tội. Hỏi: Kính bạch sư phụ, ở trong nhà lửa thì làm sao lấy kiến giải phá kiến giải? Đáp: Trong kinh Pháp Hòa có thí dụ nhà lửa, trẻ con ham chơi dụ cho chúng sanh. Nhà đang bốc cháy nhưng trẻ con chẳng hay biết, chỉ một mực ham chơi, chẳng tin lời Phật bảo. Nhà đang cháy rất nguy hiểm, hãy mau chạy ra, có thể bị thiêu đốt. Nên Phật phải dùng phương tiện để dụ dỗ rằng ngoài cửa có đủ thứ xe, xe dê, xe nai, xe trâu, hãy ra đây cho mỗi người một chiếc. Trẻ con nghe nói được đồ đều mừng rỡ chạy ra. Khi chạy ra rồi, Phật cho mỗi người một chiếc xe lớn, ấy là đại thừa. Lời Phật nói gạt, ấy là phương tiện chứ chẳng phải vọng ngữ, nên chẳng có tam thừa nói thành tam thừa, chỉ để gạt chúng sanh ra khỏi nhà lửa thôi. Còn kinh Pháp Bảo Đàn là kinh của tổ sư thiền, về bài kệ do Pháp Đạt làm, nhiều người hiểu sai nên dịch sai. Đây là bài kệ phá cái nhà lửa đó. Pháp Đạt tụng kinh Pháp Hoa trong 9-10 năm được 3.000 bộ, tưởng là công đức lớn lao, thật ra bị Pháp Hoa chuyển mà chẳng chuyển được Pháp Hoa. Sau khi được Ngài Lục Tổ khiến khai ngộ rồi, hoan hỷ tán thán rằng: Tụng 3.000 bộ bị tổ một lời tiêu, chưa thấu đạo xuất thế, sao dứt lụy kiếp mê. Dê nai châu giả thiết, ba đoạn thiện quét sạch, ai ngờ trong nhà lửa vốn là tự tánh Phật. Dịch: Kinh tụng 3.000 bộ bị Tào Khê một tiếng nói liền tiêu, hễ chưa rõ được tông chỉ xuất thế gian thì làm sao ngưng được cuồng vọng từ ngàn kiếp. Kỳ thật xe dê, xe nai, xe trâu đều là phương tiện tạm thời, bất đắc dĩ đạt ra. Sơ trung hậu thiện dương: Nhiều người dịch sai cho là sơ trung hậu khéo hoàng dương. Kỳ thật đây là nghĩa ba câu sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đều khuyết sạch. Ai ngồi trong nhà lửa chẳng phải nhà lửa, vốn là pháp trung vương. Khói cần ra nhà lửa, trong nhà lửa là Phật, tự tánh Phật ở trong đó. Hỏi: Xin sư giảng lại câu sơ trung hậu thiện dương. Đáp: Nguyên văn hai câu ấy là dương lộc ngưu quyền thiết, sơ trung hậu thiện dương, tức sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đều khuyết sạch. Theo Ngài Bá Trượng nói, lúc đầu thì khuyên người ta làm thiện, chấp có cái thiện thật. Câu thứ hai là thiện tức phi thiện, đừng chấp cái thiện nữa. Câu thứ ba là thị danh thiện. Quét câu thứ nhất, câu thứ nhì và quét luôn cả câu thứ ba, tâm không chấp thật cũng quét luôn mới là hậu thiện. Luôn cả hậu thiện cũng quét sạch, đến chỗ này mới lìa được tâm ý thức, mới được kiến tánh. Hễ còn hậu thiện tức còn nằm trong ý thức, chưa lìa ý thức. Lìa được ý thức mới là ngộ,
ngộ rồi mới biết ở trong nhà lửa vốn là pháp vương, tự tánh Phật vốn sẵn đủ, chẳng cần tìm kiếm bên ngoài. Hỏi: trong Pháp Bảo Đàn Kinh có câu: tâm bình hà lao trì giới, hạnh trực hà dụng tham thiền, như thế nào? Đáp: hai câu này nhiều người cũng lấy làm cớ để khỏi cần tu, ấy là sai. Tâm bình hạnh trực đâu phải người nào cũng làm được. Như ngài Hữu Vân hỏi: tâm ông đã bình chưa? Gặp cô gái đẹp tâm ông có bị động không? Nếu tâm ông còn động, chưa được bình, thì không được nói câu này. Tâm bình khỏi cần trì giới. Câu này là nói sau khi kiến tánh, tập khí đã dứt sạch rồi mới được. Chứ chẳng phải là tâm bình thường là đạo, mà người ta cho rằng cái tâm thế gian bình thường, chẳng làm ác là đạo, ấy là hiểu sai. Bình thường tâm là cái dụng automatic của tự tánh bát nhã, không được lọt vào tương đối. Hễ có dính mắc chút xíu cũng chẳng phải là bình thường tâm. Chúng ta đâu dễ đạt cảnh giới đó. Theo hai câu này, chẳng những đã kiến tánh mà đã qua sự bảo nhiệm, là tập khí đã hết nên tâm mới được bình thường. Còn tâm bình thường, chẳng làm ác, ấy là tâm bình thường của thế gian, cũng như trí huệ của thế gian, nhà Phật cho là ngu si. Còn tâm bình thường của thế gian đối với nhà Phật thì có thể là thô bạo. Đối với hai chữ hạnh trực, tâm được bình thì hạnh trực. Bây giờ có gặp được một người nào là hạnh trực không? Chưa có. Chính tôi cũng hạnh chưa trực. Hỏi: thế nào là tông chỉ của tịnh độ? Đáp: tông chỉ của tịnh độ là tín nguyện hành. 1. Tin lời Phật Thích Ca chẳng dối gạt người. 2. Tin cõi cực là không già không bệnh không chết, muốn gì được nấy. 3. Tin mình kiếp này sẽ được vãng sanh, chẳng cần đợi kiếp sau. Nguyện có hai thứ nguyện. 1. Tiểu nguyện. Hễ phát tiểu nguyện thì không hợp nhân quả, chẳng được vãng sanh. Tại sao? Vì tiểu nguyện chỉ phát nguyện cho một mình được vãng sanh. Nếu không trở lại đầu thai thì làm sao có quả báo? Bây giờ chẳng nói về kiếp trước, chỉ nói kiếp này. Từ nhỏ tới lớn có sát sanh không? Có giết chết con muỗi con kiến không? Có ăn thịt chúng sanh không? Theo nhân quả là một mạng, phải đền một mạng. Ăn một cục thịt trả một cục thịt. Thế thì làm sao trả nợ mạng, nợ thịt? Nên phải phát đại nguyện. 2. Đại nguyện. Ví như mình hiện nay không có tiền mặt để trả nợ, ký phiếu hẹn đến kỳ sau. Sau này được sanh cõi cực lạc rồi, thành Phật trở về độ hết tất cả chúng sanh. Phải phát nguyện như thế, còn phải thực hành. Hành. Cần nhất là phải hành theo đại nguyện của mình. Nếu không thực hành là nguyện giả. Cũng như người tu tịnh độ mà không ăn chay là nguyện giả. Tại sao? Vì đã phát nguyện độ chúng sanh, còn ăn thịt chúng sanh, chẳng phải nguyện giả ư? Như câu hồi hướng trong kinh Di Đà: thập phương tam thế Phật, A Di Đà đệ nhất, phàm hữu chư phước thiện, chí tâm cùng hồi hướng. Tức là làm bất cứ việc phước thiện gì đều hồi hướng cho tất cả chúng sanh, trong đó có chủ nợ của mình. Bất cứ con người hay súc sanh, gặp con chó cũng phải phát tâm độ. Mặc dù con chó không biết nghe mình, nhưng cũng nói. Gặp con mèo thì độ con mèo. Thử hỏi hiện nay có ai làm như vậy không? Có người phát tâm tu tịnh độ đã hơn 30 năm, cũng có phát đại nguyện, nhưng hỏi về phần thực hành thì không có. Hỏi: ban ngày nghe giảng pháp, tối nằm chiêm bao cũng nghe giảng pháp, vậy là đồng thời ý thức biến hiện hay độc đầu ý thức biến hiện? Đáp: tối ngủ nghe giảng là cái bóng, trong Phật học gọi là độc ảnh cảnh và đối chất cảnh. Ví như chúng ta ngồi cạnh người ngủ đang chiêm bao mà không nghe được tiếng nói của người trong chiêm bao, vì ấy chỉ là cái bóng của tiếng chứ chẳng phải thật sự có tiếng, nên gọi là độc ảnh cảnh. Như nay tôi nói, mọi người đều nghe được, ấy là có cái chất của tiếng, nên gọi là đối chất cảnh.
Kỳ thật đối chất cảnh hay độc ảnh cảnh đều là duy tâm tạo. Ban ngày hay ban đêm, tham thiền, lúc thức lúc ngủ tham thiền đều là một. Lại, nếu ở trong chiêm bao tham thiền được, ấy là tiến bộ. Nhắm mắt cũng là chiêm bao, mở mắt cũng là chiêm bao. Ở trong tự tánh vốn chẳng có hai, do phương tiện diễn đạt mới nói thành có hai. Hỏi, tại sao mặc chiếu lại là tà thiền? Đáp, vì mặc chiếu là trụ tâm ở một nơi. Kinh Kim Cang nói vô sở trụ, Kinh Pháp Bảo Đà nói lấy vô trụ làm gốc. Thiền tông đâu cho trụ tâm ở một nơi, ấy là nghịch với ý của tổ. Hễ trụ tâm ở một nơi thì chẳng phải tà thiền là gì. Tại sao Phật với tổ dạy chúng ta vô sở trụ? Ví như bàn tay của mình vốn hoạt bát vạn năng, làm gì cũng được. Hễ có trụ nơi nào thì tánh hoạt bát của tay bị đánh mất, nên Phật và tổ dạy mình phải quét, khôi phục lại tánh hoạt bát của tay. Vật chất là sự có, nay không chấp mà lại trụ ở nơi không, tức nắm tay, cũng đánh mất sự hoạt bát vạn năng, nên cái không cũng phải quét. Do đó phải lấy vô trụ làm gốc vậy. Hỏi, chỗ ngộ của Như Lai Thiền và Tổ Sư Thiền cao thấp ra sao? Đáp, chỗ ngộ của Như Lai Thiền có giai cấp. Tất cả giáo môn đều thuộc Như Lai Thiền, phải qua giai cấp. Giáo môn ở Trung Quốc có 4 tông: Thiên Thai, Hiền Thủ, Duy Thức, Tam Luận. Thiền quán của tông Thiên Thai là chỉ quán thiền, tông Hiền Thủ là pháp giới quán thiền, tông Duy Thức là tứ tầm tư quán thiền, tông Tam Luận là tách không quán thiền. Thiền quán tưởng thì có giai cấp, như trong Kinh Lăng Nghiêm kể là có 57 cấp, là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, càn huệ địa và tứ gia hạnh. Còn Tổ Sư Thiền thì chẳng có giai cấp, từ địa vị phàm phu trực chứng quả Phật, không cần phải trải qua giai cấp. Hỏi, ý nghĩa của quy tam bảo như thế nào? Đáp, khi quy y tam bảo, Phật bảo chúng ta phát tứ hoàng thể nguyện: chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Thông thường người thế gian chẳng biết, cứ theo thói quen gọi Phật, tưởng là một vị thần linh, nói Phật sẽ gia hộ cho mình, bảo vệ mình, ấy là sai lầm. Phải biết tất cả chúng sanh đều có tư cách thành Phật, chứ Phật là giác ngộ. Người nào giác ngộ thì người ấy có tư cách thành Phật. Phật là tánh của mình, là tâm của mình, nên nói ngoài tâm chẳng có Phật, ngoài tâm chẳng có Pháp. Thời nay nhiều người quy tam bảo mấy mươi năm, còn chưa biết tam bảo là gì. Chỉ biết rằng nhờ Phật sẽ phù hộ cho mình, mà chẳng biết Phật chỉ dạy mình cách tu. Chính mình phải tự mình đạt đến, tự mình phù hộ cho mình. Nếu như Phật Đại Từ Đại Bi phù hộ cho chúng ta, thì chúng ta khỏi cần tu hành rồi, Phật còn dạy chi cách tu hành. Xưa kia có người hỏi Phật, ngài có phải Thượng Đế chăng? Đáp, không phải. Ngài có phải một vị thần chăng? Không phải. Ngài có phải là một đấng oai quyền chăng? Không phải. Thế ngài là ai? Ta là người giác ngộ. Phật là tiếng Ấn Độ, dịch là người giác ngộ. Tại sao phải giác ngộ? Nếu không giác ngộ thì chẳng thể giải thoát. Tại sao? Nói giải thoát là phải đạt đến tự do tự tại. Muốn tự tại thì phải làm chủ cho mình. Muốn làm chủ cho mình thì phải biết mình là cái gì. Nay tất cả chúng sanh đều chẳng biết mình là cái gì, ở trong mịt mù đen tối, do mắt thấy tai nghe nên chỉ biết ở ngoài. Còn mình là cái gì thì chẳng biết, chẳng biết sanh từ đâu đến, chết đi về đâu. Thế không được tự do thì không muốn già vẫn phải già, không muốn chết vẫn phải chết, không muốn bệnh vẫn phải bệnh. Sanh tử không được tự do. Nếu ngộ được chính mình tức là Phật, tự do tự tại, vĩnh viễn dứt hết tất cả khổ. Nếu còn một chút khổ chưa dứt
cũng chẳng phải tự tại vậy. Cho nên Phật Pháp rất tích cực, hễ giác ngộ đến cùng tột là vĩnh viễn đạt đến tự do tự tại, khổ chẳng bao giờ trở lại. Chẳng phải kiếp này, chẳng phải kiếp sau, chẳng phải 10 kiếp, 100 kiếp, cho dù muôn triệu ngàn kiếp cũng không màng. Tại sao? Nói tự do tự tại là không bị thời gian, không gian, số lượng hạn chế. Nếu muôn triệu ngàn kiếp sau khổ còn trở lại, tức chẳng tự do tự tại. Hỏi: có phải sau khi Ngài Vĩnh Gia Huyền giác ngộ đạo rồi, phải nhờ Ngài Lục Tổ ấn chứng mới ra hoằng pháp? Đáp: đúng. Thời nay có nhiều người tự làm tài khôn, tưởng mình đã chứng ngộ triệt để, hoặc cho sự giải ngộ là chứng ngộ. Thấy cảnh giới này cảnh giới kia cũng cho là ngộ, thấy thanh thanh tịnh tịnh cũng cho là ngộ, nên phải nhờ thiện tri thức ấn chứng. Nhưng trong kinh Pháp Bảo Đà nói, hễ nói nhất định phải nhờ thiện tri thức ấn chứng cũng không đúng. Là những người tăng thượng mạn mới cần thiện tri thức ấn chứng. Còn những người không phải là tăng thượng mạn, nếu thực hành đúng pháp vô sở đắc thì không cần ai ấn chứng cũng được. Như tôi thường thí dụ, từ Chợ Lớn đến Sài Gòn là 100 bước. Chúng ta tham thiền khởi nghi tình là đi. Nếu đi được 1 bước còn 99, đi được 2 bước còn 98, 3 bước còn 97. Có đi thì phải đến. Nên Lai Quả Thiền Sư trong Thiền Thất Khai Thị Lục nói, nếu công phu thành khối rồi thì không cần ngộ cũng được. Vì khi công phu thành khối, chẳng giây phút gián đoạn thì chẳng có tướng. Vô tướng thì Diêm La Vương chẳng thấy, không thể sai quỷ sứ đến bắt. Nhưng đã đến Sài Gòn rồi, nói mình chưa đến cũng không được. Và cũng không cần khoe với người khác rằng tôi đã đến Sài Gòn rồi. Ấy là những người tăng thượng mạn vậy. Hỏi: tại sao nói Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả? Đáp: bất cứ pháp thế gian hay xuất thế gian đều có nhân quả. Nhưng nhân quả là do tâm tạo. Tâm khởi một niệm thiện thì có thiện quả, tâm khởi một niệm ác chiêu cảm ác quả. Khởi niệm chẳng thiện chẳng ác thì tạo cái nhân vô ký, có nhân ắt có quả. Người đời thường nói Bồ Tát sợ nhân, phàm phu sợ quả. Vì Bồ Tát không tạo nhân nên chẳng có quả. Phàm phu tạo nhân rồi lại sợ quả, nhưng cũng không tránh khỏi. Bồ Tát chẳng những không tạo ác nhân, thiện nhân cũng chẳng tạo. Chẳng phải là không làm thiện, nhưng làm thiện mà chẳng khởi tâm cho đó là thiện. Bởi tâm không tạo nên chẳng có thiện nhân. Hễ có thiện nhân thì được thọ hưởng phước báo, nhưng Bồ Tát thì không màng. Nên Lục Tổ nói chẳng nghĩ thiện chẳng nghĩ ác là vậy. Thế thì chúng ta muốn làm như thế có được không? Không được. Vậy phải làm sao? Nên Phật dạy chúng ta 84.000 pháp môn để tu. Tu theo pháp môn thì lúc đầu làm không được, nhưng làm mãi cũng sẽ được. 84.000 pháp môn quy nạp lại thành 4 đại loại: tham thiền, niệm Phật, trì chú, quán tưởng. Tham thiền là chỉ tổ sư thiền, niệm Phật là theo pháp môn tịnh độ, trì chú là mật tông, quán tưởng thuộc giáo môn như Tông Thiên Thai, Hiền Thủ, vân vân. Mỗi tông đều có pháp quán tưởng riêng biệt. Hễ thích hợp với tông phái nào thì tu đúng theo tông chỉ tông phái đó. Tôi là chuyên hoằng tổ sư thiền, chỉ biết dạy người tham tổ sư thiền. Nếu biết ôm chặt câu thoại đầu mà tham, chẳng nghĩ đến việc khác, chỉ có nghi tình thì không tạo nhân. Vì nghi tình chẳng biết gì cả, chẳng những niệm ác không khởi lên được, kể cả niệm thiện cũng chẳng khởi. Đã không tạo nhân thì quả từ đâu đến? Cách tu hành trên chẳng phải do tôi đặt ra, mà là do tổ sư thiền tông đặt ra. Cũng có người hỏi tôi về vấn đề truyền thừa. Xưa kia là tổ tổ tương truyền, tức trò đã kiến tánh thì thầy chứng minh cho, gọi là truyền tâm ấn. Sau này sự kiến tánh bị gián đoạn, nói chữ truyền chỉ là truyền cách tham thời đầu công án theo tổ sư dạy. Hễ người nào siêng năng thì được kiến tánh, người nào lôi thôi làm biếng thì chẳng được kiến tánh. Như đi mau thì mau đến,
đi chậm thì chậm đến. Nếu để khởi nghi tình ngày đêm không dứt, thì nhân chẳng thể khởi lên, tất nhiên cũng chẳng có quả. Chứ khỏi cần khởi niệm muốn quét nhân quả, tự nhiên nhân quả chẳng có. Do đó có ba cách chỉ giới. Cách thứ nhất, bình thường cứ mỗi nửa tháng Bồ Tát tụng giới một lần. Cách thứ nhì, thiền giới, tức nghi tình 24 giờ không gián đoạn, không kẽ hở, niệm thiện niệm ác chẳng thể khởi lên. Mặc dù không để ý chỉ giới cũng đã chỉ giới rồi, nên gọi là thiền giới. Cách thứ ba, cao hơn, đã chứng quả rồi, dĩ nhiên không trì không phạm. Nay muốn không lọt vào nhân quả, hãy thực hành theo cách dạy của tổ sư. Hỏi: nếu chẳng có một nhân lành nào, thì làm sao Phật thọ ký? Đáp: ý ông muốn nói là thọ ký rồi mới tu hành phải không? Nếu chúng sanh đòi hỏi phải thọ ký rồi mới tu hành, thì làm sao còn ai tu hành? Và lại, nói thọ ký chỉ là phương tiện của Phật. Như ở trong kinh Pháp Hoa, Đề Bà Đạt Đa là người luôn có ý đồ giết hại Phật, mà Phật vẫn thọ ký. Thông thường thì con người sau khi chết mới xuống địa ngục, còn Đề Bà Đạt Đa là đang còn sống mà đọa địa ngục, ấy là tội nặng biết bao. Nhưng Đức Phật vẫn thọ ký, sau này sẽ thành Phật. Thử hỏi ông có tạo tội gì nặng hơn Đề Bà Đạt Đa không? Đề Bà Đạt Đa còn được thọ ký, thì sao ông lại không được chứ? Tất nhiên là được rồi. Nhưng thời nay thì không còn Phật Thích Ca để thọ ký. Vậy chẳng biết tìm Phật nào thọ ký đây? Hỏi: ý của con là sự thọ ký do hành trì các pháp ba la mật của chư Phật từ vô lượng kiếp đến nay, công hành đầy đủ thành tựu mới được thọ ký. Đáp: sáu pháp ba la mật là hành Bồ Tát, bậc Thanh Văn không hành theo pháp đó mà Phật vẫn thọ ký. Như trong kinh Pháp Hòa nói, những bậc Thanh Văn đều được thọ ký, chứ chẳng phải hành theo sáu ba la mật mới được thọ ký như ông vừa nói. Sự hiểu biết của ông còn cạn cợt, nhưng lại chấp vào sự hiểu biết đó.